Hai dân biểu từ bang California là Ash Cara và Thalia Diệp tuyên bố thành lập khối nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, tin tưởng Sacramento, để tưởng niệm thắng từ đen 2019, hai nhà lập pháp Ash Cara thuộc đảng Dân Chủ, thành phố San Jose và Thalia Diệp thuộc đảng Cộng hòa thành phố Westminster thành lập và khối nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội tiểu bang California có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2019. Dân biểu Askara giữ vai trò chủ tịch và dân biểu Thaler Diệp là phó chủ tịch. Đây là lần đầu tiên một số thành viên của lưỡng viện Quốc hội California đồng ý làm việc này. Thưa quý vị, khối nhân quyền cho Việt Nam sẽ là tiếng nói chung chống lại sự lạm dụng liên tục các quyền căn bản của con người và tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tất cả các thành viên của khối này sẽ cùng nhau làm việc và kết hợp với các nhà hoạt động trong và ngoài Việt Nam trước sàn quốc hội tiểu bang california dân biểu tha lê diệp cảm ơn dân biểu kara vì sự lãnh đạo và hợp tác của ông trong việc thành lập khối và mong muốn được làm việc với các đồng nghiệp trong khối để đấu tranh cho những người bị tù đầy vì họ đã thực thi quyền căn bản của con người